Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách khoanh tròn số và đáp án cho Microsoft Word Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách khoanh tròn số trước Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách khoanh tròn đáp án Bây giờ chúng ta sẽ qua mục đầu tiên là khoanh tròn số Để khoanh tròn số chúng ta có rất là nhiều cách Ở trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng Symbol để chúng ta có thể khoanh tròn số Đây, đầu tiên các bạn chúng ta bật hộp thoại là Symbol lên Ở tiêu chọn là phong, bạn chọn một Arial Unicode MS còn ở một subset này Bạn chọn vào Enclose này Alpha Numeric Bây giờ tôi sẽ thực hiện cho các bạn thấy Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào nơi các bạn chúng ta muốn chữ số khoanh tròn á. Sau đó các bạn chúng ta vô một Insert này Tiếp theo các bạn chúng ta bấm vào Symbol này Rồi bấm vào more mó, mó Symbol Lúc này một hộp thoại phong xuất hiện á Các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab là Symbol này Ở phong á các bạn chúng ta nhập là Ario Unicode MS thì chỗ đây các bạn bấm vào mũi tên sổ xuống này sau đó các bạn nhập là chữ A này R này đó khi các bạn nhập chữ A với chữ R á, thì lập tức nó sẽ hiển thị ra là Ario Unicode MS các bạn chọn vào rồi chỗ subset này các bạn chúng ta nhập vào là Enclose Alpha Numeric thì các bạn chỉ cần nhập những chữ cái đầu thôi các bạn ở đây các bạn nhập là N này đó thì lập tức á, nó đã ra rồi là N Glossier Alpha Numeric này các bạn chọn vào Đó, sau khi các bạn chọn chỗ phong là Arial, and Unicode MS Còn subset các bạn chọn là N Glossier Alpha Numeric rồi đó Thì các bạn thấy lúc này Nó có các chữ số được được khoanh tròn Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chèn số khoanh tròn Giả sử như ở đây tôi chèn từ 1 tới 9 khoanh tròn này Tôi bấm vào 1 này Insert này Thì các bạn thấy lúc này nó đã chèn được số khoanh tròn Tiếp theo bấm vào 2 Insert này Bấm vào 3 insert 4 insert 5 insert 6 insert Cứ tương tự như vậy là các bạn chúng ta đã chèn được Chữ số khoanh tròn Nếu mà các bạn chúng ta không muốn chèn nữa Thì các bạn bấm vào lâu Đó Như vậy là chúng ta đã chèn được Chữ số khoanh tròn Ngoài ra thì các bạn cũng có thể định dạng được cho các chữ số khoanh tròn này Bằng cách vô top home này Bạn chọn vào màu đỏ này Lập tức các chữ số khoanh tròn đã được thay đổi thành màu màu đỏ đó là cách khoanh tròn số Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Khoanh tròn đáp án Giả sử ở đây tôi có một câu là Vị tướng nào là chủ tướng ba lần kháng chiến chống quân nguyên Bông Đáp án A là Trần Hưng Đạo này. Đáp án B là Nguyễn Huệ Đáp án C là Ngô Quyền Đáp án D là Lý Công Uẩn Trong đó đáp án A là đáp án đúng Bây giờ tôi sẽ tiến hành khoanh tròn đáp án này Thì tôi làm như sau Đầu tiên đó, tôi sẽ vào tab insert này Sau đó tôi sẽ vào một là sáp ở đây tôi sẽ chọn vào hình tròn này Tôi chọn vào hình oval này Sau đó để khoanh tròn á, thì các bạn nên giữ phím shift nha Nếu mà các bạn không giữ phím shift thì nó sẽ ra hình oval Còn các bạn giữ phím shift thì nó ra hình tròn này Ở đây tôi sẽ giữ, giữ phím shift này Đó sau tôi khoanh tròn vào đáp án này Đó thấy kích thước này đủ rồi á, thì tôi thả chuột ra Thì lúc này các bạn thấy á, cái hình tròn này nó có màu nền Nó đã che đáp án á Thì để làm sao để chúng ta mất màu nền đi á thì các bạn vô chỗ sắp phiêu này bấm chọn đắp chuột của nó sau đó bạn vào sắp fill này rồi các bạn chọn vào no fill thì lúc này nó chỉ xuất hiện đường viền thôi nó không có xuất hiện uh, màu nền như lúc nãy nữa còn để thay đổi màu viền của đáp án này các bạn tích chọn vào sau đó các bạn vô sắc outline này rồi các bạn chọn vào màu sắc mà các bạn muốn thay đổi này hoặc là các bạn cũng có thể chọn độ dày cho nó này đó nếu mà muốn sao chép cái ô khoanh tròn này á, các bạn chúng ta này, bấm chuột vào, sau đó giữ control này, kéo xuống này. Đó. Rất là nhanh và tiện lợi. Hai kích thước của hai đáp án này nó là tương tự nhau bởi vì chúng ta là sao chép mà. Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn cách khoanh tròn số và đáp án trong Microsoft Word. Nếu mà thấy video hay và hữu ích á thì các bạn chúng ta hãy chia sẻ cho người khác cùng xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.